năm thì tối vào 17 á cô, thì bà con mình cũng cập nhật lên một số thông tin là bà con ở nơi xa về mà hết cơm này kia, mình cho mì rồi đó cô. Thì cô có cảm nhận về như thế nào về cảm tình của bà con mình từ phương xa đổ về đây để dự lễ không cô? Các bạn là một con đoạn thật sự là rất là khó khăn nha cô chú anh chị các bạn. Đây là một số công việc cần phải làm trong bữa cơm xuất hiện nha. Đây là chén đũa nè cô chú anh chị. Quần đùi 10.000, quần trọt 15.000. Phải chắc phải may mà gã người công bà coi hàng mới may luôn. Quần đùi 10.000, quần trọt 15.000, hàng mới may luôn. Hàng thanh lý cái này giảm giá luôn, hàng mới may bà coi. Quần đùi 10.000, quần trọt 15.000. Đạt chào bà con cô chú anh chị và các bạn nha. Giờ thì Đạt đã có mặt lúc 4 giờ sáng, mình ngủ một đêm tại chùa An Hòa Tự. Thức dậy và giấc 4 giờ sáng thì Đạt có gặp được một cái nơi bán tranh thờ của Đức Quỳnh giáo chủ, là Đức Thầy đó, người đã khai sáng mối đạo Phật giáo Hòa Hảo, rất là đẹp nha cô chú anh chị và các bạn. Đây là Đạt sẽ quay sơ lược những bức hình của thầy nha.
Giờ thì chúng ta đi vào bên trong phía chùa An Hòa Tự vào lúc buổi sáng nha. Thì bà con mình đã thức dậy và tất bật một buổi sáng tại chùa An Hòa Tự để hưởng một bộ không khí đại lễ 18 tháng 5, ngày thầy khai sáng mối đạo niên đạo thứ 83 nha cô chú anh chị và các bạn. Giờ thì cô chú anh bạn cùng với Đạt đi sơ bộ ngang nha. Giờ này trời còn rất là tối nha bà con, cái này là chẳng có lẽ là khoảng 4 giờ mấy đó bà con ơi. Sắp tối rồi. Chú với cô mình đi lại tổ đình mình vào lúc nào chú? Mấy ngày rồi chú? Hôm nay nó 3 ngày hả? Rồi mình tá túc ở đâu? Cô chú mình quê ở đâu? Ở xã Bình Đông. Vậy hả? Là cô chú đi bằng gì đến đây? Đi xe hả? Đi xe đạp điện hả? Dạ. Gần đây. Dạ. Rồi, con cảm ơn cô chú đã về đây dự lễ của thầy ha. Ngày mà ngày chú Quỳnh giáo chủ khai sáng mối đạo Phật giáo Hòa Hảo rất là nhiều nha. Nơi lễ đài bà con mình đã thức dậy và chuẩn bị một cái buổi lễ vào ngày 18 tháng 5 ha, năm 2022. Thì bà con mình đã thức giấc và đã chờ giây phút thiêng liêng khai sáng mối đạo Phật giáo Hòa Hảo kỷ niệm 83 năm của ngài Quỳnh Phú Sổ. Giờ đây chúng ta gọi là đức thầy ha. Thì ngài là một đấng thiêng liêng, sanh nhi chi thông thiên dân hạ địa lý ha, và ngài đã tu hành và chứng đắc đạo và khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo tại làng Hòa Hảo cho bà con mình khắp cả nước để nương theo và làm những nhân văn rất là tốt đẹp nha. Đây là trước lễ đài an vị chân dung Đức Quỳnh giáo chủ vào ngày 17 tháng 5. Giờ đã buổi sáng thì chuẩn bị chính thức vào lễ 18 tháng 5 niên đạo 83 năm ngày Đức Quỳnh giáo chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Thì nơi đây Đạt đến đây đã check in và review cho cô chú anh chị vào lúc 4:30 sáng để cô chú anh chị và các bạn để dịp theo dõi nha. Đạt đang cập nhật nha. Đây là bà con đồng đạo mình đang ngồi đợi giây phút thiêng liêng nhất của cuộc đời mình và dành cho bà con cô bác của xứ Hòa Hảo nói riêng và khắp cả nước Việt Nam và trên cả thế giới nói chung. Giây phút thiêng liêng ngày thầy khai sáng mối đạo Phật giáo Hòa Hảo, dạy con người học Phật tu nhân, làm hiền lánh dữ và nhất là tu hành để đến ngày Đại hội Long Hoa Thánh Đức ha, được dự vào lễ hội ha. Giờ thì em cháu đã quay trở lại chạy cơm Phước Thiện để cập nhật tình hình tại chạy cơm vào ngày 18 vào lúc 4 giờ sáng để cô chú anh chị và các bạn mình tiện theo dõi ha. Giờ thì Đạt cập nhật tại chạy cơm Phước Thiện một lần nữa nha. Giờ bà con mình cùng với Đạt đi vào bên trong nha. Tại chạy cơm Phước Thiện thì vào lúc sáng 18 thì bà con mình đã quy tụ về đây để dùng cơm, để bún và các thức uống để chuẩn bị cho ngày đại lễ chính thức của ngày 18 tháng 5 ha. Giờ này thì bà con mình đã quy tụ về đây rất là đông nha cô chú anh chị và các bạn. Hiền lành và là một người giúp đời tốt đời đẹp đạo nha cô chú anh chị và các bạn. Thì ngang chùa An Hòa Tự thì chạy cơm Phước Thiện mà Đạt đang review để giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn, đó là chạy cơm của cô Sáu ha. Thì cô Sáu là một người rất là hiền diệu nha cô chú anh chị các bạn, và bỏ cả cuộc đời và tuổi thanh xuân của mình để cống hiến cho
người đạo Phật giáo Hòa Hảo nói chung và bà con trong làng Hòa Hảo và khắp nơi nói riêng ha. Thì đã cũng thay lời kênh, trước nhất là cảm ơn cô và đội thiện nguyện của cô ha. Thì cô Sáu ơi, cho con hỏi là vào ngày 18 như thế này thì bà con mình về đây rất là đông, thì nơi chạy cơm mình có chuẩn bị gì không cô? Ở đây thì không phải tới ngày mai, cô có chuẩn bị trước đã có 1-2 tháng rồi. Đồ đạc nó hay, mình cũng có lo một số Sáu. Tình hình đại lễ 18 tháng 5 thì tối vào 17 đó cô, thì bà con mình cũng cập nhật lên một số thông tin là bà con ở nơi xa về mà hết cơm này kia, mình cho mì rồi đó cô. Thì cô có cảm nhận về như thế nào về cảm tình của bà con mình từ phương xa đổ về đây để dự lễ không cô? Con cảm ơn cô Sáu chia sẻ rất là nhiều nha cô. Dạ. Yeah. Cô cũng cảm ơn con. Dạ. Yeah. Cũng có cái lòng mà đến đây hỏi cô thì cô cũng có cái nhiều để trả lời cho con hiểu vậy thôi. Nướng cơm sườn nha. Ở đây là những
sườn chay nha cô chú anh chị các bạn. Đây là khâu chuẩn bị để nướng nha. Đây Đạt đang đứng phía trước công đoạn nướng sườn cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem ha. Thì đây là nướng sườn để chuẩn bị cho bữa cơm tắm cho bà con mình đi lễ Phật giáo Hòa Hảo vào ngày 18 nha. Đây là bà con mình đang chuẩn bị những dĩa sườn để nướng tải cơm sườn nha, cơm tấm sườn. Chị cơm tấm sườn là mình của đội nào chị? Của nhóm nào ạ? Dạ. 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 Rồi, cảm ơn nha. Anh em đang ra cơm tại chạy cơm. Anh cơm này mình nấu mấy tiếng mới chín anh? 2 tiếng sư phụ. 2 tiếng chín. 2 tiếng. 2 tiếng 2 tiếng rưỡi. Rồi. Nước lên rồi sôi nước vô tính là 3 tiếng. Nước sôi thì 2 tiếng rưỡi. Rồi. Đây là anh đang ra cơm nha cô chú anh chị các bạn. Thức khuya dậy sớm để sắc đồ để cho bà con mình được dùng những bữa cơm ngon nha. Đi vào lòng người lúc này cô chú anh chị các bạn là một con đoạn thật sự là rất là khó khăn nha cô chú anh chị các bạn. Đây là một số công việc cần phải làm trong chạy cơm xuất hiện nha. Đây là chén đũa nè cô chú anh chị. Bà con mình đến ăn và để lại những cái công đoạn như thế này trong chạy cơm mình sẽ đây. Đạt đang check-in tại trước cổng chùa An Hòa Tự nha cô chú anh chị và các bạn. Thì cô chú anh chị và các bạn cùng với Đạt để xem buổi lễ trang nghiêm buổi sáng tại chùa An Hòa Tự vào lúc 7 giờ nha cô chú anh chị và các bạn. Kính lễ.
kính lễ kính kính lễ xong mời quý vị đứng lên tất cả tập đã bật. Kính thưa quý vị của đạo, nghi thức an nghỉ kính dương đức thầy nơi chùa Anh Hòa Tự, nhà cầu nguyện nơi chánh điện của Anh Hòa Tự cũng kính lễ kính dương đức thầy và các ngôi thờ nơi chùa Anh Hòa Tự được thị nhà xong. Sau đây chúng ta sẽ cùng mời phái đoàn các vị trưởng phương các thần tử của mình, các hòa thượng của Anh Hòa Tự và quý đồng đạo, chúng ta tiến sang lễ đài nơi xây ra chùa Anh Hòa Tự để khai mạc phần tình là rất là hấp dẫn nha cô chú anh chị các bạn. Trước mặt ông che lấy ông nhã đâu đi.
15 ngàn, hàng mới may luôn. Thầy ơi, thấy ai mua đâu, đừng chen lấn nói đi ham, thấy ai mua đâu. Ngã trong qua đi. Thằng từ 10 ngàn, mua chợ 15 ngàn, bà coi, hàng mới may luôn, rẻ mà, thấy ham, thấy ham quá. Là rẻ quần đùi gì mà có 10 ngàn, bọt hàng mới may luôn, rẻ mà, thấy ham quá. Trong nhà có thầy đứa dài giải may luôn. Bán 10 ngàn, quần đùi 10 ngàn, rẻ là 2 ngàn. Giếng lớp thì chia tay tổ đình và chùa An Qua Tự để về quê ha, để lo làm ăn và sinh sống qua một cái đại lễ 18 tháng 5 thật là long trọng và thành công tốt đẹp nha cô chú anh chị và các bạn. Thì chúng ta là người con dân của nước Việt Nam và nhất là người dân miền Tây thì ai cũng hướng về nơi tổ đình và thánh địa Phật giáo Hòa Hảo và chùa An Qua Tự để dự cái lễ Đức Thầy khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo và nuôi dưỡng tâm linh
cho người con Phật tử Phật giáo hòa hảo làm nên những cử chỉ đẹp, đời sống đạo, để bà con mình hòa nhập vào cộng đồng ha.